Tiếp theo sẽ là tiểu mục cà phê đời sống với những thông tin y tế đáng chú ý. Thưa quý vị, các trường hợp đột quỵ thời gian qua diễn ra ngày càng nhiều và thậm chí là nhiều người trẻ cũng đột ngột qua đời vì bệnh lý này. Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân dẫn tới đột quỵ và một trong những yếu tố nguy cơ đó chính là tăng huyết áp. Đáng nói, nhiều người lại không kịp thời phát hiện tăng huyết áp để điều trị và khiến cho tình trạng này ngày càng nặng nề hơn. Theo thống kê, tỷ lệ người mắc huyết áp cao ở Việt Nam có xu hướng gia tăng. Thực tế là nhiều người còn chủ quan với bệnh lý này. Tuy nhiên, theo các bác sĩ thì đây là một bệnh lý rất nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của con người. Và để có thể hiểu rõ hơn về nội dung này thì ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi những ghi nhận của chúng tôi cùng với chuyên gia. Cách đây 15 năm, khi đang trong bữa cơm, bà Nguyễn Thị Hải bỗng nhiên thấy khó chịu, cơ thể thay đổi đột ngột, mồm méo, tay chân không thể điều khiển. Ngay sau đó, bà được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ cho biết do huyết áp tăng cao, lên tới 200mm thủy ngân đã khiến bà bị đột quỵ. Từ đó, bà mới biết mình mắc bệnh cao huyết áp và kiên trì điều trị. Cái lúc nó lên ấy, thì bao giờ là người tự nhiên là nó nóng, xong rồi nó run, mồ hôi toát ra. Đấy, và lúc ấy là tôi là không điều khiển được, kiểu như là mình có cảm giác như là mình điều khiển tay tiếc hay là các thứ là nó run hết cả lên. Đấy. Thế mà có những khi là đi là cảm giác như là khó đi. Theo thống kê, gần 60% người bị tăng huyết áp ở Việt Nam chưa được phát hiện và hơn 80% chưa được điều trị. Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận thêm khoảng 200.000 ca đột quỵ mới. 80% trong số đó là người bị tăng huyết áp. Cái lúc áp huyết tăng cao thì nó người nó bứt rứt, nó bùng hết cả lên. Và nó cảm thấy là nó như là vấn đề như là nổ cái bỏ ngực ấy. Tôi cảm thấy nó rất là mệt mỏi, bình thường thì không sao. Nhưng mà 2 tuần nay thì người nó rất là mệt. Đó. Tim đập rất nhanh và khó thở. Thế tôi vào tôi khám. Thế bác sĩ bảo vào nằm viện. Bệnh tăng huyết áp được coi là kẻ giết người thầm lặng bởi bệnh không có những triệu chứng điển hình. Không phải lúc nào người mắc bệnh cũng thấy khó chịu. Một số người có triệu chứng lâm sàng như chóng mặt, đau đầu, ù tai. Tuy nhiên, rất nhiều người lại không có biểu hiện này. Nhiều người cho biết chỉ vô tình phát hiện bệnh khi đi khám sức khỏe hoặc khi đã xuất hiện các biến chứng. Đáng nói, những khó khăn trong việc lựa chọn thuốc điều trị phù hợp cùng với tâm lý chủ quan vì xem nhẹ mức độ nguy hiểm của bệnh khiến nhiều người mắc phải những sai lầm nghiêm trọng. Thưa quý vị, tăng huyết áp là bệnh thường gặp nhất trong các bệnh lý về tim mạch. Hiện nay thì số lượng bệnh nhân mắc bệnh này rất cao và ngày càng có xu hướng tăng trên cả thế giới cũng như tại Việt Nam. Đáng nói thì bệnh diễn biến âm thầm và ít có các cái biểu hiện lâm sàng, vì vậy người bệnh rất dễ bỏ qua. Điều này thì gây ra những cái hệ quả rất nặng nề đối với sức khỏe của người bệnh cũng như cho toàn xã hội. Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về bệnh lý này, ngày hôm nay chương trình đã có cuộc trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó trưởng khoa khám bệnh B, Bệnh viện Hữu Nghị. Xin chào bác sĩ ạ, xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia phỏng vấn của chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào Hồng Hạnh, xin chào quý khán giả. Thưa bác sĩ, huyết áp cao là một bệnh lý rất thường gặp. Vậy thì chỉ số như thế nào thì được cho là huyết áp cao ạ? Theo định nghĩa của Hội Tim mạch Việt Nam, mới đây nhất năm 2018, huyết áp được gọi là cao khi huyết áp tối đa từ 140mm thủy ngân trở lên và hoặc huyết áp tối thiểu từ 90mm thủy ngân trở lên. Khi mà tăng huyết áp ý, thì nó sẽ làm cho nó sẽ có rất nhiều cái biểu hiện khác nhau. Ví dụ như đau đầu này, đau gáy này, hoặc là có người còn tê nửa đầu. Và cũng có thể là cũng không có triệu chứng gì cả. Có thể buồn nôn, chóng mặt. Đấy là những cái biểu hiện mà hay gặp ở tăng huyết áp. Bác sĩ vừa chia sẻ là với cuộc sống hiện đại ngày nay đã ảnh hưởng rất nhiều tới mô hình bệnh tật. Vậy với bệnh huyết áp cao thì như thế nào thưa bác sĩ? Thực ra thì do cái mô hình bệnh tật của người Việt Nam bây giờ cũng thay đổi. Trước đây nó là mô hình bệnh các cái bệnh nhiễm trùng. Thế nhưng hiện tại bây giờ do cái điều kiện kinh tế này, rồi nó đưa đến cái thay đổi về tập quán sinh hoạt và lối sống, thì các cái bệnh lý về chuyển hóa sẽ tăng lên rất nhiều ở Việt Nam. Và trong đó thì nó tăng huyết áp cũng là một trong những cái bệnh đấy. Và ngày trước thì
tăng huyết áp thường gặp ở người già, nhưng hiện tại bây giờ cái độ tuổi mà mắc tăng huyết áp thì ngày một trẻ dần lên, được trẻ hóa, và thường ấy thì thậm chí là trong thực tế chúng tôi đã gặp những bệnh nhân là ở độ tuổi từ 30 trở lên cũng đã tăng huyết áp rồi. Tất nhiên trước đây thì cũng có những bệnh nhân là tăng huyết áp từ độ tuổi 30 trở lên, nhưng đấy thường là tăng huyết áp thứ phát do bệnh lý về thận, động mạch thận, hoặc là do về bệnh lý u tủy thượng thận. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì có những người bệnh ở tuổi 30 tăng huyết áp nguyên phát, tức là chưa tìm được nguyên nhân. Cái mô hình để thay đổi thì là do cái điều kiện kinh tế và cái phong cách, cái lối sống, lối sinh hoạt bây giờ nó thay đổi. Mà ví dụ như là thanh niên của chúng ta bây giờ là thức khuya, dậy muộn, ít tập thể thao đấy, rồi ăn những cái món ăn nhanh, ăn những đồ ăn đóng hộp, thế thì nó sẽ làm cho và hạn chế vận động. Cái công việc, ví dụ như công việc văn phòng, thì nó cũng là một trong những nguyên nhân mà nó làm cho cái rối loạn chuyển hóa nó tăng lên ở người trẻ, và là những cái gọi là cái yếu tố nguy cơ để cho bệnh tăng huyết áp thường xuyên gặp ở người trẻ hơn. Đấy, rồi hút thuốc lá, rồi không ít tập thể thao, đấy, cũng rất là nguy hiểm. Và với những người trẻ thì thực tế là sức khỏe của họ còn đang rất là dồi dào. Vì vậy những triệu chứng của huyết áp cao thì rất dễ bị bỏ qua. Vậy nếu mà để quá lâu không phát hiện ra bệnh thì sẽ để lại những hậu quả gì thưa bác sĩ? Các cái biểu hiện của tăng huyết áp thì nó rất là phong phú. Đấy, như tôi nói trước là có thể đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau mỏi vai gáy, hoặc là không có biểu hiện gì. Đấy, thế và nếu như mà không thường xa kiểm tra huyết áp để phát hiện sớm, mà cứ để cái tình trạng huyết áp tăng lâu ngày không điều trị, thì cái việc đầu tiên dẫn đến đó là đột quỵ, là bệnh rất nguy hiểm. Đấy, thứ hai nữa là nó sẽ tổn thương ở các ở mắt, sẽ nhìn mờ. Đấy, rồi tổn thương ở động mạch thận, suy thận, rồi tổn thương ở tim, tức là ở động mạch vành, tức là hệ động mạch nói chung. Đấy, thì nó sẽ là những cái, nó sẽ có những biểu hiện ví dụ như là mở mắt này, rồi tê nửa người, đấy là gọi là cơn thiếu máu não thoáng qua, hoặc là liệt nửa người nếu như chúng ta đã bị đột quỵ, rồi suy thận, rồi hẹp động mạch vành, đau ngực. Đấy, đấy tất là những cái biểu hiện mà những cái gọi là hậu quả của cái việc mà không phát hiện sớm để điều trị huyết áp kịp thời. Người trẻ mà bị đột quỵ thì nó sẽ rất là nặng, và cũng có thể nó, tức là nó gây xuất huyết não nhiều hơn. Người già thì chúng ta hay gặp là nhồi máu não. Đấy, thường người trẻ sẽ gặp là nhồi xuất huyết não. Xuất huyết não thì tổn thương nó cũng rất đa dạng, nhưng mà ở người trẻ chắc chắn là nó sẽ nặng hơn. Với thứ hai nữa là có những trường hợp bây giờ những bạn rất trẻ đã bị hẹp động mạch vành rồi, mà nhồi máu cơ tim rồi, và do cái cơn nhồi máu cơ tim đấy làm cho bạn, tóm lại bây giờ chỉ còn sống một cuộc đời sống thực vật, tức là rất nguy hiểm nếu như mà người trẻ bị tăng huyết áp mà không phát hiện để điều trị. Vâng ạ, bác sĩ đã chia sẻ rất rõ về bệnh lý huyết áp cao với người trẻ. Còn đối với người cao tuổi thì như thế nào thưa bác sĩ? Biến chứng ở người cao tuổi thì nó cũng giống như là biến chứng ở người trẻ thôi, nhưng nói chung là nó sẽ gây ra cái tình trạng tổn thương ở các cơ quan đích nhiều hơn. Ví dụ như là bệnh nhân có thể hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, rồi nhồi máu não, rồi có thể là hẹp động mạch vành, rồi các cái bệnh lý về mắt nhìn mờ. Thì ở người cao tuổi thì cũng sẽ hay gặp như là ở người trẻ, nhưng mà ở cái tình trạng nó sẽ nhiều hơn, bởi vì nó còn kết hợp được những cái sự thay đổi ở trong cơ thể do tuổi tác gây ra. Thưa bác sĩ, huyết áp cao có phải là một bệnh lý nguy hiểm hay không ạ? Và khi đã mắc bệnh thì người dân cần tuân thủ như thế nào để quá trình điều trị đạt kết quả cao nhất ạ? Khi mà mắc bệnh tăng huyết áp rồi thì việc đầu tiên chúng ta phải làm đấy là uống thuốc theo đơn đầy đủ, đúng giờ, đúng theo hướng dẫn của bác sĩ. Đồng thời việc thứ hai là chúng ta phải lưu ý là uống thuốc rồi không có nghĩa là gì, thuốc đấy là nó sẽ, tất cả mọi thuốc đều đáp ứng ở trên mọi người là như nhau, tức là mỗi người sẽ đáp ứng với cách điều trị nó sẽ là khác nhau. Chính vì thế mà khi chúng ta đi khám được bác sĩ kê đơn uống thuốc thì chúng ta uống thuốc thực hiện theo cái việc kê đơn của bác sĩ. Đồng thời bản thân chúng ta cũng phải tự kiểm tra lại xem là
với cái liều thuốc như thế thì huyết áp của chúng ta đã ổn chưa. Thế thì huyết áp ổn tức là gì? Khi mà sau khi uống thuốc huyết áp thì huyết áp nó thông thường tối đa là từ 130mm trở xuống và huyết áp tối thiểu là 80mm trở xuống. Đấy thì sẽ là một cái đích chuẩn cho cái việc điều trị tăng huyết áp. Vâng, thưa bác sĩ, huyết áp cao là bệnh cần phải điều trị lâu dài. Tuy nhiên thì nhiều người bệnh cho rằng là khi mà đã uống thuốc, huyết áp trở lại bình thường thì không phải tiếp tục duy trì uống thuốc nữa. Vậy thì điều này có đúng không ạ? Huyết áp là một bệnh phải điều trị lâu dài, thường xuyên và đúng theo đơn của bác sĩ. Như tôi thế, nếu như mà huyết áp đã trở về được bình thường rồi thì tức là chúng ta đã đạt cái việc điều trị huyết áp của chúng ta đã đạt được cái gọi là huyết áp mục tiêu. Như thế là rất là tốt. Bởi vì có những bệnh nhân là đạt được huyết áp mục tiêu chỉ trong một lần, sau một lần kê đơn của bác sĩ thôi, nhưng cũng có bệnh nhân mà huyết áp nó không đạt được mục tiêu điều trị mà cần phải thay đổi nhiều lần, kết hợp nhiều loại thuốc. Và huyết áp như thế người ta gọi là huyết áp kháng trị. Nếu điều trị huyết áp kháng trị rất là khó và phải phối hợp nhiều cái biện pháp khác nhau. Thế chính vì vậy mà chúng ta phải nhớ là khi đã điều trị huyết áp mà huyết áp duy trì về bình thường thì chúng ta vẫn tiếp tục phải uống thuốc theo đơn, vẫn phải đo kiểm tra huyết áp tại nhà thường xuyên và vẫn phải tái khám theo hẹn của bác sĩ. Nhiều khán giả thắc mắc huyết áp cao có phải là bệnh di truyền hay không? Vậy thì bác sĩ có thể giải thích và chia sẻ rõ hơn về điều này được không ạ? Thực ra tăng huyết áp không phải là bệnh lý di truyền, nhưng mà những cái yếu tố nguy cơ để làm cho bệnh tăng để làm tăng huyết áp ấy, thì có thể có những yếu tố nguy cơ là di truyền, ví dụ như là các yếu tố làm rối loạn chuyển hóa lipid. Trước đây thì người ta cứ nghĩ chỉ là do cái chế độ ăn uống sinh hoạt thôi, nhưng thực ra hiện tại bây giờ thì các nhà khoa học trên thế giới đã thấy rằng là có những cái rối loạn chuyển hóa lipid là theo di truyền. Yếu tố nguy cơ của tăng huyết áp thứ nhất là tuổi, giới, hút thuốc lá, rồi lối sống. Lối sống thì bao gồm là chế độ sinh hoạt, rồi chế độ tập luyện thể thao, chế độ ăn uống. Đấy, và các cái bệnh kèm theo, ví dụ như là bệnh về lý về thận, bệnh đái tháo đường, bệnh về rối loạn chuyển hóa lipid. Đấy là những cái yếu tố nguy cơ. Vâng, một câu hỏi cuối, tăng huyết áp là một bệnh lý rất nguy hiểm. Vậy làm thế nào để có thể phòng ngừa được bệnh lý này thưa bác sĩ? Phòng ngừa bệnh lý tăng huyết áp thì phòng ngừa về mặt gọi là sâu xa thì chúng ta phải bỏ hết tất cả những giảm thiểu các yếu tố nguy cơ. Tuổi thì không bỏ được rồi đúng không? Giới thì chúng ta cũng không bỏ được rồi. Cái quan trọng nhất là cái gọi là lối sống. Lối sống thì bây giờ những người trẻ tuổi cũng phải nhận thức được đi, chứ cũng không phải nghĩ là đến già mới bị tăng huyết áp. Chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ và nhận thức ngay từ bây giờ là gì? Đấy, như tôi đã nói từ trước là ăn ngủ đúng giờ, sinh hoạt điều độ, hạn chế các đồ ăn nhanh, đồ ăn ngọt, tức là nhiều đường, rồi tinh bột, tập thể dục thường xuyên, có một lối sống lành mạnh, hạn chế thuốc lá, bia, rượu. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ về những thông tin rất hữu ích vừa rồi ạ.